Hello, chào các bạn. Hôm nay bên Mỹ là mình là chiều Chủ nhật, và cũng là chuẩn bị vào cái ngày mai được nghỉ thêm ngày nữa là ngày lễ, vì ngày lễ lao động. Thì quý vị rất là vui, là nhưng mà ở thành phố Ngọc Nhi đó thì thưa quý vị, hồi sáng thì nó vắng que, đi ngoài đường giống như là ở Việt Nam mà 30 Tết thì nó rất là vắng. Thì ngày hôm nay mình Ngọc Nhi làm cái livestream này, Ngọc Nhi rảnh rỗi xin nông nổi đó quý vị. Thứ nhất có hai vấn đề, một đó là Ngọc muốn chia sẻ quý vị về làm cách nào. Ngọc Nhi vừa phát hiện ra mấy ngày hôm nay là mình dưỡng da thật là đúng cách, và mình phải rửa mặt như thế nào cho đúng cách. Có rất là nhiều chị em phụ nữ chúng ta là khi mà chúng ta xài mỹ phẩm đó, chúng ta xài hoàn toàn sai cách hết trơn rồi. Quý vị bỏ tiền ra rất là nhiều, tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà khi mà quý vị mua mỹ phẩm đó về quý vị không biết cách dùng đó, thì nó làm cho quý vị hư da hoàn toàn. Một cái vấn đề quan trọng nữa là mình phát hiện ra rằng là cái môi quý vị đó, quý vị dùng mỹ phẩm mỗi ngày mà quý vị lại không có biết cách dưỡng môi, thì khi mình khoảng chừng mình 40 mấy 50 tuổi đó, cái môi mình nó không còn đẹp như ngày xưa nữa. Khi mình đánh son không có ăn, quý vị phải dùng cái son bóng. Thì cách nào để quý vị dưỡng da môi mà nó an toàn và nó giữ đúng cách thưa quý vị? Đầu tiên nhất đó là quý vị nhớ cách đây mấy hôm Ngọc Nhi có làm một cái livestream nói về vấn đề mà của cô bạn Ngọc Nhi với ông chồng trong thời kỳ mà chuẩn bị ly hôn đó. Thì thưa quý vị, ngày mai thứ hai thì mình lại nhắc quý vị là có cái livestream giữa mình với anh Trần Nhật Phong, là một người đọc truyện rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ và có giọng nói rất là thu hút. Thì ngày mai thứ hai 5 giờ chiều Ngọc Nhi mời quý vị là lên xem cái livestream của Ngọc Nhi và anh Trần Nhật Phong, nói về những vấn đề trong cuộc sống, có nghĩa rằng những khác biệt với cuộc sống ở tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Thưa quý vị, ở cái đất nước nào cũng vậy, là chuyên đề ngày mai đó là tại sao tai nạn xảy ra mà ở Việt Nam người ta bị chết nhiều hơn, và ở Hoa Kỳ những tai nạn nó kinh khủng hơn nhưng mà người ta không có chết là bởi vì cái lý do như thế nào. Thì mình sẽ chỉ quý vị, để quý vị nào đang ở Việt Nam quý vị biết được mà mình và người thân mình đề phòng. Nhiều khi chỉ một giây quý vị cẩn thận thôi, một giây thôi, quý vị có thể cứu được cái bản thân quý vị và người ngồi cạnh quý vị nhé. Thì ngày mai mời quý vị 5 giờ chiều giờ Cali, là giờ Việt Nam rất là sớm, nghĩa là 7 giờ sáng. Quý vị có thể coi trở lại. Thì quý vị nào ở Hoa Kỳ thì ngày mai 5 giờ chiều, là còn các miền Đông Hoa Kỳ đó thì là 7 giờ tối, 8 giờ tối nha quý vị ha. Rồi trở lại chương trình ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, trên tab những cái tài liệu đây, thì cái tài liệu này người ta nói rằng đó là người phụ nữ chúng ta đó là cả đời là dùng mỹ phẩm, dùng kem dưỡng da, nhưng mà quý vị không biết làm cách nào mà làm cho cái kem dưỡng da quý vị nó tác dụng gấp đôi lên, thậm chí quý vị dùng sai cách nữa. Thì mình có hai cách chỉ quý vị. Thưa quý vị, quý vị thấy đó là mình nói về những người phụ nữ nội trợ trước đây nha. Các chị em nội trợ đó là có một cái may mắn là quý vị không phải đi làm vất vả cực khổ, nhưng quý vị ở nhà tính ra quý vị lại cực khổ gấp đôi, là bởi vì cơm nước con cái quý vị phải làm suốt cả ngày, chứ phải làm 8 tiếng như những người mà phụ nữ mà đi làm. Nhưng mà cái đó là một cái áp lực. Thì thú vị, vì tốn tiền, nhiều khi mình thà tiện mình không có dám dùng cho bản thân mình, cứ đi chợ là nghĩ ok cái gì mà ngon nhất là mua cho chồng ăn, hôm nay chồng ăn cái gì con ăn cái gì, còn mình thì có gì ăn nấy. Rồi về nhà cũng vậy, cứ quần quật làm, tháng này thì đôi giày của con hư, tháng sau tiền học của con, rồi đôi giày cái áo của chồng rách phải đi mua. Tức là mình dành cho người thân mình trước. Bản thân mình, người phụ nữ Việt Nam mình luôn luôn ở nước nào cũng vậy, mình đặt mình sau gia đình và chồng con mình. Đó là người phụ nữ Việt Nam. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi chỉ quý vị một cái trick để mà quý vị có thể là làm đẹp cho mình, giữ cái tuổi trẻ cho mình, mà quý vị không cần phải tốn quá nhiều tiền. Thứ nhất đó là quý vị giữ cái da quý vị đừng có bị áp lực. Áp lực da thế nào? Áp lực da như vậy, nói phụ nữ gia đình, những phụ nữ nội trợ nha, là khi quý vị nấu ăn cả ngày, quý vị cái lúc mà quý vị nấu ăn đó, cái hơi nóng từ cái bếp lửa nó ra đó, nó làm cho cái da quý vị bị áp lực rất là dữ. Nó phải chịu cái hơi nóng đó, và cái hơi nóng đó đó là trực tiếp, nó nguy hiểm hơn cái nắng mặt trời, là bởi vì nó nóng hừng hực lên, nó sẽ giết chết những cái tế bào da của quý vị, và nó làm cho cái da quý vị sẽ bị mau già hơn những người khác. Đó là cái vấn đề về cái hơi nóng cái bếp lửa. Cái thứ nhì nữa, lúc quý vị lau nhà, quý vị dọn dẹp, mồ hôi mồ kê, cái mồ hôi tiết ra cái da quý vị đó, cái chất mặn của mồ hôi đó nó khác với chất nhờn nha quý vị. Quý phân biệt rõ cái chất nhờn của da nó khác với mồ hôi. Thì có rất là nhiều người như là Ngọc Nhi nè, Ngọc Nhi mà chỉ cần Ngọc Nhi khóc thôi, khóc tí xíu thôi là những cái chỗ nào nước mắt chảy là biết liền, nó đỏ và nó có những cái đốm nhỏ và nó rát vô cùng, nó rát lắm, khoảng 1-2 tiếng sau mới hết. Còn hoặc là Ngọc Nhi đổ mồ hôi, Ngọc Nhi làm việc mà đổ mồ hôi ướt cả mặt thì cái mặt như nó đỏ, nó rát lên. Đó là những người có làn da nhạy cảm, chứng minh rằng cái mặn của mồ hôi tiết ra nó ảnh hưởng tới da vô cùng. Đó là hai cái nguyên nhân mà phụ nữ Việt Nam mình, những người nội trợ hay bị. Thì Nhi chỉ quý vị cái trick này làm quý vị có thể là làm cái mặt nạ quý vị tự đắp khi quý vị nấu ăn. Nếu quý vị nào không có điều kiện thì quý vị có thể làm mặt nạ ở nhà. Đó, quý vị lấy cái dao ua ha, cái hũ dao ua mình làm ở nhà. Ở Việt Nam thì người ta bán dao ua rất là nhiều, từng hũ làm ăn. Còn nếu ở Hoa Kỳ thì quý vị có thể đi mua dao ua ở ngoài đường đó, ở những cái shopping đó, ở những cái khu market. Thì quý vị lấy cái dao ua mà mua cái loại là plain, nghĩa là cái dao ua không có pha cái trái cây gì hết ha. Quý vị lấy dao ua đó, quý vị nhiễu khoảng vài giọt dầu ô liu vào thôi. Dầu ô liu quý vị mua ở đâu cũng có, bây giờ Việt Nam bắt đầu có rồi. Còn nếu mà không có dầu ô liu, ok, thì quý vị dùng cái da u đó, quý vị là chỉ đánh lên một tí xíu, là cho nó lên bọt một tí xíu, là sữa tươi, rồi quý vị thoa lên một cái lớp trên mặt quý vị, đợi cho nó vừa khô đi. Thì lúc quý vị nấu ăn đó, cái hơi hít từ cái hít nó vào nó sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến da quý vị. Đó là những chị em nào mà nội trợ ở Việt Nam mà mình hạ tiện cái tiền, mình không có điều kiện kinh tế thoải mái ha. Rồi, còn nếu quý vị nào có điều kiện, quý vị có thể mua cái mặt nạ ngủ, có nghĩa là mặt nạ mà nó trong cái hũ đó, nó giống như là cái hũ dao ua vậy đó. Ok, quý vị có thể lên web của công ty vì thấy được, mình có phân phối trên đó. Nhưng mà quý vị mua mặt nạ ngủ nha, nó giống một cái hũ kem nhỏ thôi. Thì quý vị lấy cái mặt nạ ngủ đó, quý vị thoa lên mặt trước khi quý vị nấu ăn nhá. Thì nó làm cho, nó giúp cho là cái da quý vị cản được cái hơi nhiệt nha quý vị nha. Đó là mặt nạ ngủ. Rồi cái đến nữa rồi là, hoặc là quý vị muốn mặt nạ nào cũng được, nhưng mặt nạ nó gọi mặt nạ trong cái hũ á, là tốt nhất. Hoặc quý vị có thể là lấy cái miếng mặt nạ đắp lên mặt đứng nấu ăn. Thì mình ở nhà mình chồng đi làm, nhà không có ai hết, con đi học rồi thì mình đắp đâu ai thấy đâu. Quý vị đắp lên mặt, đó là cách giúp quý vị là giảm được cái áp lực của cái hơi nóng từ cái bếp, nó làm hư da quý vị là thứ nhất. Thứ nhì là xào đồ ăn, chiên cá, quý vị rất là nguy hiểm. Những cái hơi dầu từ những cái già lò đồ ăn lên nó dính mặt quý vị vì không rửa liền, nó sẽ làm ảnh hưởng cực kỳ đến làn da quý vị. Nó làm cho da quý vị rất là dễ bị chịu áp lực từ cái thực phẩm. Tại da chúng ta nó khác, nó không phải là thực phẩm, thành ra quý vị sẽ bị là cái chất dầu đó, chất đồ ăn đó nó bám vào da và nó làm cho chúng ta lại chịu áp lực. Mà da chịu áp lực càng nhiều thì nó lại càng làm hư da ha. Rồi vấn đề mồ hôi, khi quý vị lau, quý vị lau nhà, quý vị mình khi mình bò lê bò càng, mình lau nhà mồ hôi nhễ nhãi, làm cách nào để ngăn cái mồ hôi đó nó làm cái da mình ảnh hưởng cũng rất là dễ quý vị. Trước khi quý vị làm cái việc bị đổ mồ hôi rất là nhiều, quý vị dùng một cái khăn giấy ở nhà bình thường thôi, quý vị lau đắp nước mát lên nó, quý vị lau mặt, lau một cái lớp mặt qua. Rồi trong lúc mà quý vị đang lau nhà, quý vị cũng có thể dùng cái mặt nạ, dùng cái nước mặt nạ. Nếu bị dùng mặt nạ trong cái hũ như nói đó thì nó dễ rồi. Còn nếu mà quý vị không có cái hũ đó, quý vị có thể là dùng cái bịch mặt nạ mình ưa mua đắp lên mặt đó, lấy cái nước của nó, quý vị thoa lên một lớp trên mặt, quý vị đợi cho nó khô rồi mình hãy làm việc. Hoặc là sau khi quý vị vừa lau nhà xong, quý vị làm việc xong mồ hôi một cây để ướt mặt hết, rửa mặt tức khắc lúc đó và dùng cái nước của mặt nạ thoa lên liền. Đó là cách giúp da quý vị bớt được cái áp lực của cái môi trường, quý vị, của cái môi trường mình làm việc. Đó là về cái áp lực. Rồi riêng những cái chị nào thấy như về Việt Nam đi ngoài đường như thấy là các chị bịt mặt kính mít, ông nội ơi, nhìn giống như ninja đó quý vị, không nhìn ai ra ai được, thậm chí dỗ dập như cái ê mày quay lại lộn, có nghĩa là không chỉ thấy bộ đồ giống nhau thôi. Thì quý vị đừng nghĩ rằng quý vị che kín cái mặt vậy mà quý vị an toàn, sai rồi. Thưa quý vị, cái nắng nó không ăn vào da quý vị được, nhưng mà cái hơi nóng là cái kinh khủng nhất, nó làm hư da quý vị đó. Thì để khắc phục cái hơi nóng đó. Riêng các chị nào làm văn phòng, Ngọc Nhi khuyên cho kỹ nha. Mình đi ra ngoài đường nhiều thì mỗi buổi trưa, Ngọc Nhi nhớ là ở Việt Nam mình có cái giờ nghỉ trưa là khoảng 12 giờ, nhớ công ty như là các nhân viên 12 giờ ăn xong tắt đèn, mỗi em một cái chiếu nhỏ trong cái bàn ở góc nằm dài ngủ như trẻ lớn rồi đó, ngủ được 1 tiếng rưỡi. Cái lúc đó quý vị please làm ơn đắp mặt nạ. Đó là cách giúp cái da quý vị giảm được áp lực nhanh nhất. Thường thường sáng mình đi làm, mình đi ngoài nắng đúng không? Những chị làm văn phòng đừng nghĩ rằng không có áp lực. Khi quý vị ngồi làm computer căng thẳng, bên đây ông chủ chửi ra rả, bên kia bà chủ chửi ra rả, hoặc là hối việc, nhân viên cãi với nhau, áp lực công việc cũng làm cho cái da quý vị, tại vì cơ thể của chúng ta nó có cái hormone nó tiết trực tiếp lên trong lúc mình làm việc, cái đó nó làm cho mình ảnh hưởng nhiều lắm, thì nó cũng làm quý vị bị hư da nữa. Thì quý vị nhớ đó, cái buổi trưa làm văn phòng đó, quý vị nhớ đắp một miếng mặt nạ rồi nằm ngủ luôn, rồi dậy rửa mặt là quý vị đã giúp được cái da quý vị rồi đó. Thì thật sự ra có nhiều người xem thường cái mặt nạ mà tốn rất là nhiều tiền để mà đi mua kem dưỡng da, nhưng thưa quý vị, cái mặt nạ nó rẻ hơn, nhưng thưa quý vị tốt hơn rất là nhiều, và nó giúp cho da quý vị rất là nhiều. Nhớ, nhưng quan trọng nhất là mặt nạ nào, mặt nạ sản xuất ở đâu và cái người nào bán, cẩn thận nha quý vị ha. Đó là cách mà Ngọc Nhi chỉ quý vị về cái xài mặt nạ. Một cách nữa là Ngọc Nhi vừa phát hiện ra ngày hôm qua. Thì thưa quý vị, đây là cái bài mà một người chuyên gia ở Nhật vừa gửi cho Ngọc Nhi ngày hôm qua, Ngọc Nhi rất là thích. Thì tôi muốn chia sẻ với quý vị đây là người ta nói đó là thông thường đó, chúng ta dưỡng da đó, chúng ta có cái sai lầm là chúng ta, cái kem của chúng ta có nhiều loại nó không ăn trực tiếp vào da chúng ta được. Thưa quý vị, cái bài này đây ha, Ngọc Nhi chia sẻ với quý vị, bài này Ngọc Nhi rất là thích. Ok, nó nói về là cái chất hyaluronic acid là gì. Thưa quý vị, khoảng 1 năm nay công ty Ngọc Nhi phân phối rất là mạnh cái chất hyaluronic, mà quý vị có thể ra khắp nước vị nào ở Việt Nam chắc chắn 100% quý vị sẽ không bao giờ tìm được một cái chai hyaluronic tinh chất nguyên chất, không bao giờ có, tại vì nó rất là mắc, làm bán không có lời và rất là dễ làm giả, nó trong veo như nước lạnh, chỉ hơi nhớt một tí thôi. Nếu gặp một cái người sản xuất hay một người làm bán mà người ta không có cái tâm là quý vị chết chắc. Ở Hoa Kỳ quý vị lại kiếm thỉnh thoảng những công ty nổi tiếng nó có, nhưng mà nó rất là mắc. Hyaluronic là gì thưa quý vị? Nó là một cái chất mà nó ngậm nước gấp 1000 lần phân tử của nó và làm trắng da tuyệt vời. Thưa quý vị, trong cái bài này đó, Ngọc Nhi muốn cho quý vị thấy đó là quý vị nên dùng cái hyaluronic làm gì để mà quý vị đưa lên da quý vị trước khi trang điểm hoặc trước khi dưỡng da. Hồi nào giờ Ngọc Nhi cũng dính cái sai lầm là Ngọc Nhi xức cái hyaluronic lên trước khi Ngọc Nhi đi ngủ. Rồi thôi, cái đêm nào xài hyaluronic thì Ngọc Nhi sẽ không xài kem dưỡng da. Nhưng thưa quý vị, trong cái bài này đó là quý vị sẽ giật mình làm người ta nói nè, làm hyaluronic á, nó đặc biệt là nó giúp cái mỹ phẩm chúng ta dùng nó ăn vào da chúng ta và nó tác động gấp mấy lần bình thường. Thay vì nó thấm 1, khi quý vị dùng hyaluronic bên dưới nó sẽ thấm gấp 3 lần. Có nghĩa rằng nguyên chất của cái mỹ phẩm đó, những chất vitamin trong đó nó sẽ thấm hết vào da quý vị. Đó là cách mà rất là hay mà Ngọc Nhi không biết, và Ngọc Nhi cứ nghĩ rằng nó dưỡng da thôi. Thì cái bài ngày hôm qua của một chuyên gia ở Nhật gửi Ngọc Nhi là đây là cái phát minh mới nhất của người ta, và người ta muốn Ngọc Nhi là nói với khách hàng của mình, tại vì Ngọc Nhi liên lạc trực tiếp với là các chuyên gia pha chế ở Nhật, dường như là hàng tuần hàng tháng có gì mới là họ email Ngọc Nhi liền để mà Ngọc Nhi thay đổi chất trong sản phẩm của mình. Quý vị, thì thưa quý vị, hiện giờ đó thì Ngọc Nhi muốn đọc cho quý vị nghe cái bài này. Thưa quý vị, cái chất này nó là như vậy. Hyaluronic nó được Karl Meyer phát hiện năm 1934, quý vị có biết rồi. Nhưng vào thập niên 80-90, khi một phóng viên thăm một ngôi làng ở Yuzurihara ở Nhật và phát hiện rằng tất cả đàn ông phụ nữ ở đây họ đều rất là trẻ, không nếp nhăn, tóc dày, da mượt mà. Đó là vì họ ăn cái tảo nâu và họ ăn nhiều đậu phụng và đậu nành. vốn chứa rất là nhiều cái phân tử estrogen giúp kích thích cái quá trình sản xuất cái chất hyaluronic tự nhiên cơ thể. Thì nếu quý vị nào mình muốn ăn nhiều đậu nành, đậu phộng, nó sẽ giúp cái cơ thể chúng ta tiết ra nhiều, sản xuất ra nhiều cái phân tử của estrogen, nó giúp kích thích cơ thể chúng ta tự tạo ra cái HA là hyaluronic. Ha, rồi trong mỗi cơ thể chúng ta đó thì có khoảng 15 gram hyaluronic và lượng này nó biến đổi theo từng ngày. Tuy nhiên, cái quy trình sản xuất tự nhiên của cơ thể bị suy giảm sau khi chúng ta 40 tuổi. Cơ thể chúng ta có thể sản xuất được một nửa lượng hyaluronic thôi, trong khi mình cần gấp đôi. Vì vậy, ở tuổi 20 trở đi, mình nên dùng những sản phẩm nào có chất hyaluronic trong đó. Đó. Thì thưa quý vị, làn da chúng ta đó thực tế nó không có bị khô vì tuổi tác, mà nó khô vì mất dần độ ẩm theo tuổi tác, do một phần do ánh sáng mặt trời và một phần là các tác nhân từ cái môi trường bên ngoài. Chính vì vậy, quý vị cần bổ sung cái lượng hyaluronic rất là quan trọng cho quý vị. Đó. Rồi thưa quý vị, hơn phân nửa cái số lượng mà hyaluronic đó nó tập trung khu vực collagen ở lớp trung bì của làn da. Đó là lý do tại sao cái hyaluronic nó đóng vai trò quyết định với vẻ đẹp của làn da. Phân tử hyaluronic có thể tăng trọng lượng đến 1000 lần phân tử nước của nó khi hòa vào môi trường của nước và da. Do đó nó giữ nước rất tốt, giữ ẩm tuyệt vời và làm mờ nếp nhăn, chống lão hóa một cách xuất sắc. Thưa quý vị, ngày hôm nay đó, cái hyaluronic nó được là một yếu tố quan trọng cực kỳ để quyết định cho cái làn da và cái mỹ phẩm. Nếu không muốn nói là nó quan trọng hơn cả collagen đó quý vị. Vì thế những công trình nghiên cứu đó nó không chỉ ứng dụng vào cái mỹ phẩm không, mà còn trong giải phẫu thẩm mỹ, những cái chích filler cho cái bờ môi căng mọng, cho bây giờ nó có chất có chích HA hay là chích hyaluronic vào gò má mình đó quý vị. Nhưng mà quan trọng biết chích làm sao, mình có chịu hay không, rất là dễ bị dị ứng. Thưa quý vị, thế thức nào tại sao quý vị biết rằng khi mà các em bé đó từ mới sinh ra cho tới khoảng 9-10 tuổi thôi, cái làn da nó thấy là muốn hôn liền, nó căng mọng, nó đẹp vô cùng, đúng không quý vị? Là tại sao? Là bởi vì đây họ có nói rằng hầu hết là hyaluronic xuất hiện trên da, chúng đóng một vai trò làm đẹp quan trọng. Vì cơ thể của em bé, biết tại sao da săn chắc căng mịn là bởi vì cơ thể nhỏ nhắn đó sinh ra chứa một lượng hyaluronic lớn vô cùng. Nhưng khi lớn lên, tuổi càng lớn, 2 tuổi, 3 tuổi trở đi, lượng hyaluronic nó giảm dần. Vì vậy, da bắt đầu xuống cấp. Khi chúng ta 40 mấy, 50 mấy, thì quý vị nghĩ nó còn được bao nhiêu, đúng không? Thì mình nhanh là không trách được số trời rồi quý vị. Rồi, thưa quý vị, dùng HA đó trên làn da ẩm thì cái đặc tính hút ẩm và hút chất từ cái môi trường của nó đó, nó làm tác động cho một công dụng sản phẩm tăng lên gấp 3 lần. Bác sĩ da liễu Noam Shuber là giải thích rằng sử dụng các sản phẩm có chứa hyaluronic trong lúc da còn ẩm sau khi rửa mặt sạch, nó tạo điều kiện tốt nhất để phân tử lúc đó thấm sâu vào da. Ngoài ra, mình có thể thoa lên để dưỡng ẩm trước khi quý vị trang điểm hoặc trước khi quý vị sức những cái dưỡng da nào lên. Đó. Thì nếu quý vị là người thích đắp mặt nạ thì hãy tìm những cái loại mặt nạ có chất hyaluronic, họ viết tắt là chữ H và chữ A đó quý vị ha. Thưa quý vị, một cái nữa đó là nhiều khi chúng ta dùng kem dưỡng ẩm đó càng nhiều mà da lại càng xấu, là bởi vì quý vị không biết cách dùng, là không lót cái HA ở bên dưới. Thưa quý vị, nó có dặn uống đó nha quý vị nha, nhưng cái bài này là công dụng thần kỳ đây, là của nó là như vậy. Thứ nhất là cải thiện làn da nhanh hơn, công dụng tức thời làm trắng da một cách tự nhiên và mờ những cái đốm lão hóa trên da một cách thần kỳ. Thưa quý vị, dưỡng ẩm cho da nè, rồi chỉ cần một cái giọt nhỏ thôi là quý vị có thể dưỡng ẩm cả cái khuôn mặt quý vị rồi, và nó giữ được 24 ngày. Thứ hai là bảo vệ da nè. Thứ ba là ngăn chặn lão hóa và bảo vệ da khỏi tia cực tím, khói bụi độc hại và tăng khả năng tự chống nắng cho da. Đó là những chất mới phát minh ra. Thưa quý vị, nó cung cấp và nó làm sống lại các sợi collagen và kích thích collagen chúng ta tự phát triển. đó. Rồi thì thưa quý vị, đây là những cái mà người ta nói, thì thưa quý vị đó là những cách HAHA. Quý vị có thể lên trang web là foreverbeaumore.com, quý vị tìm những cái sản phẩm là hyaluronic, đó là cái chai đánh như vậy nè quý vị ha, thì quý vị xem nhé. Đây là cái chai hyaluronic, quý vị thấy không đó, rất là đẹp. Thì quý vị chỉ cần quý vị nhiễu ra khuôn mặt của mình đó, quý vị chỉ cần nhiễu ra khoảng vài giọt, Ngọc Nhi xài là 2 giọt thôi thưa quý vị, đây 1 giọt, 2 giọt, chỉ cần 2 giọt trên tay quý vị vậy thôi ha, là quý vị có thể là xài đủ cho cả khuôn mặt, nó không màu không mùi. Và thường thường quý vị thử trước khi quý vị make up, quý vị xịt nó lên, nó giữ make up cho quý vị cả ngày không bay. Rồi thứ gì nữa đó là quý vị xức lên trước khi quý vị dưỡng bất cứ một cái loại kem dưỡng da nào, thì nó làm tăng cường cái dưỡng chất trong kem đó gấp 3 lần và nó đi nhanh vào da gấp 3 lần cho quý vị nữa. Thì đó là cái hyaluronic. Quý vị có thể nhắc lại, quý vị có thể là như thế đánh cho quý vị trên cái màn hình liền, là quý vị vào foreverbeaumore.com tìm cái tin chất này, hoặc quý vị có thể là quý vị không tin, quý vị có thể lên trên Google nhé. Ngọc Nhi rất là công khai thông tin, Ngọc Nhi không có giấu gì hết, bởi vì mình nói đúng mà, phải không? Quý vị bấm là hyaluronic tác dụng với làn da thế nào thì quý vị sẽ thấy được liền, và khi đó quý vị mua cũng không muộn. Nhưng mà chắc chắn quý vị không tìm được ở thị trường Việt Nam, hiện như là chưa có Việt Nam, tại vì thứ nhất là cái chất này nó quá dễ làm giả, thứ nhì là nó rất là mắc, nó mắc dữ lắm, nó là tinh chất nó rất là mắc thưa quý vị. Đó là cái hyaluronic. Cái kế đến nữa đó là quý vị nào ở Hoa Kỳ, quý vị có thể lên cái trang web là Forever, thì như đang đánh cho quý vị liền nhé. Đây nó là foreverbeaumore.com quý vị ha, thì quý vị sẽ thấy liền là nó hiện lên trên cái trang web cho quý vị liền đó. Thì quý vị sẽ thấy là quý vị sẽ vô vị xem bản tin chất trước khi quyết định mua. Quý vị hãy vào Google tìm là chất hyaluronic tác dụng vào da thế nào, với một cái thần dược để giúp trẻ hóa làn da. Tôi có thể đánh tắt chữ H với chữ A là cũng đủ rồi, không cần đánh nguyên căn nó dài khi mình không nhớ. Chữ H in và chữ A in nằm kế bên thì nó sẽ hiện là cái chất đó ra là gì, HA là gì, thì người ta sẽ cho quý vị trên Google hết, các chuyên viên sẽ thích hết, không cần phải Ngọc Nhi nói, khi quý vị mua cũng không muộn ha. Quý vị, đây là cái chai hyaluronic của Forever Beaumore nhá. Vì lên website thì thấy chai giống vậy vì hả mua ha. Rồi thứ gì về cái môi, vì thấy chúng ta, phụ nữ chúng ta đó, khi mà ta son á thì cái môi rất là đẹp, nhưng mà khi mà đi chùi ra rồi đó thì ôi thối thần đó. Rồi nó lại nhiều khi bị cái màu nó khác, thì cái nguyên do là chúng ta dưỡng da rất là đẹp, chúng ta quên là dưỡng môi, không bao giờ dưỡng môi, cái đúng không? Không có kem dưỡng môi. Thì vừa rồi Ngọc Nhi có đi Hàn Quốc, thì Ngọc Nhi phát hiện ra đó là người Hàn Quốc đó, hầu như tất cả phụ nữ Hàn Quốc người ta đều dưỡng môi, và người Nhật nữa quý vị. Thì Ngọc Nhi có liên lạc được, thì Ngọc Nhi phát hiện rằng như vậy. Quý vị tự nghĩ đi, ban ngày đó mình đi làm đó, mình ăn mặn, mình ăn cơm, mình ăn nước mắm, mình ăn đủ thứ hết, thì cái môi mình là cái vật đầu tiên nó chạm vào cái thực phẩm. Mà nếu mà quý vị không có khéo á, thì chất mặn nó sẽ làm hư cái da môi, rồi chúng ta khát nước, nó cũng làm khô môi đúng không? Đó. Rồi một cái quan trọng là chúng ta xài son môi. Hiện giờ hầu như cái phong trào của chúng ta là gì? Xài son lâu bay, sức từ sáng tới chiều nó không có bay, muốn như vậy lắm. Nhưng vì quên rằng là cái gì, khi mà quý vị sức son mà nó lâu bay thì có nghĩa rằng là quý vị quá chất nó đang nằm trên cái môi quý vị đó, nó nằm cả ngày trên đó đó đúng không? Nó càng lâu bay thì quá chất nó càng nặng, thì quý vị không có biết là ô tại sao mà nó lại như vậy, thì cái môi tôi càng ngày nó càng tái đi, nó càng hư đi, là bởi vì quý vị quên dưỡng môi, quên dưỡng son môi. Thì quý vị, Ngọc Nhi có một cái sản phẩm này, đây là cái hũ son dưỡng môi của công ty Beaumore vừa ra thị trường quý vị ha, rất là dễ thương. Đây là mặt nạ cho môi, mặt nạ giải độc cho môi. Khi mình ngủ ban ngày thì không có xài được, ăn uống nó dính hết, Ban đêm đậu không xài được đâu, ông xả sẽ phá nó trôi hết. Đợi cho đi ngủ rồi hả sức lên nha, làm gì làm rồi hả sức lên, ok. Như đùa thôi quý vị. Đây là cái mặt nạ giải độc cho môi, đặc biệt không phải là dưỡng môi thông thường. Thưa quý vị, cũng như là Việt Nam Ngọc Nhi thấy nó bán tùm lum ở ngoài Việt Nam, giá rất là rẻ. Ngọc Nhi suy nghĩ, ôi trời ơi, tại sao mà nó rẻ vậy thưa quý vị? Vaseline thôi, người ta bỏ mùi rồi thôi, nó không có tác dụng gì nhiều. Nhưng đúng mặt nạ giải độc cho môi là sản phẩm đầu tiên mà Forever Beaumore ra thị trường. Thưa quý vị, thứ nhất giải độc những cái chất chì mà quý vị xài trên son đó, nó đưa vào da quý vị. Như là cái hũ rất là đẹp, dễ thương. Nó không định làm màu này màu kia, nhưng mà sắp tớp sẽ ra nhiều màu lắm thưa quý vị đây. Cái mùi rất là thơm ha. Thì hiện giờ đó là Ngọc Nhi đang chuẩn bị phân phối, chắc 1-2 ngày nữa có tới. Đã về tới Hoa Kỳ rồi, nhưng mà phải chờ hải quan và FDA kiểm nghiệm mới bán ra được. Quý vị, đây là mặt nạ giải độc cho môi, đồng thời dưỡng môi, chứ không phải là những cái mặt nạ, những cái son bóng bình thường nha quý vị nha. Nhớ cho kỹ nha, nó khác chỗ đó đó quý vị. Bây giờ lấy một tí xíu vậy thôi nào, Ngọc Nhi thử cho quý vị xem nha. Khá lên. Thứ nhất nó còn cái màu, nó là cái màu một gì khác liền, người thấy không? Đó. Cái mùi thơm rất là dễ thương, nó ngọt lắm quý vị. Đó, thì ban đêm đó, quý vị trước khi đi ngủ đó, quý vị tắm xong, nhớ tắm xong, quý vị thoa một cái lớp là mặt nạ giải độc cho môi. Thì khi quý vị thoa lên đó, quý vị đi ngủ, thì cái chất thuốc này nó sẽ lấy đi hết những cái chất chì mà quý vị thoa ban ngày trên da quý vị ha. Thứ nhì nữa là nó giúp cái da quý vị tươi và bóng. Quý vị nhìn thấy mình thoa lên nào, rất là dễ thương, rất là thơm, thơm ơi là thơm. Đó, thì quý vị, đây là mặt nạ giải độc cho môi, chứ không phải là những cái loại mà son bóng bình thường, nhớ nha quý vị nha. Đó, thì cái này hiện giờ Ngọc Nhi chuẩn bị phân phối là giá là, nếu quý vị mua một hũ đó, một hũ như vậy đó thì Ngọc Nhi bán là $5. Nhưng mà mình mua 3 hũ chỉ có $10 mà thôi. Một hũ $5, nhưng 3 hũ là $10 ha. Mua 2 hũ thì là cũng là $10. Quý vị lỗ rồi đúng không? Thì đặc biệt là cái là mua 2 hũ tặng một hũ. Đó, thì quý vị dùng mỗi đêm, quý vị thoa lên, mà thậm chí quý vị nào chỉ quý vị nha, sáng quý vị thoa son lên, quý vị thoa lớp tí lên, thì nó dưỡng ẩm cho môi quý vị suốt ngày. Nó vừa chính là dưỡng ẩm nè, nó vừa giúp cho cái môi quý vị không bị cái hóa chất nó ăn nè. Cái quan trọng nhất nữa là nó làm cho cái da quý vị, da môi mềm và tươi suốt cả ngày. Đó, và nó giữ cái son của quý vị không có bạc. Thì Nhi rất là thích đó. Nhưng quý vị nhớ tìm hiểu cho kỹ. Nếu quý vị nào Hoa Kỳ, quý vị có thể thấy nó giống, tại vì thấy cái hũ dễ thương ở ngoài nhiều, Nhi mua cái hũ giống nhau, đặt làm cái màu giống nhau. Thưa quý vị, là ở thị trường nó rất là nhiều là mặt nạ ngủ, thì quý vị có thể ở Hoa Kỳ, ở Sephora nó cũng có bán, cũng $5 một hũ đó. Hay là quý vị có thể mua Amazon, nó cũng có, nhưng mà nó không có những cái chất mà giải độc cho môi, bởi vì đây là cái mặt nạ giải độc cho môi duy nhất Ngọc Nhi đặt ở tại Korea đang về. Thì thưa quý vị, giá rất là đặc biệt. Quý vị mua Amazon như thế cũng $5, quý vị mua ở Sephora cũng $5, nhưng riêng Beaumore là Ngọc Nhi bán là $10, 3 hũ, nghĩa là mua 2 tặng 1. Mà quý vị thử dùng chỉ một tuần lễ thôi, quý vị thấy khác liền. Tối quý vị thoa một lớp lên trước khi đi ngủ, và sáng quý vị cũng thoa khi sau khi thoa son, thì nó sẽ làm cho quý vị không có bị là hư cái son và không có bị hư cái da môi quý vị. Đó, thì Ngọc Nhi thấy có nhiều người đó là khi mà quý vị dưỡng da, của kem rất là mắc, quên cái môi mất tiêu đi, không bao giờ dưỡng môi, cái chuyện đó đi xăm môi. Quý vị ơi, quý vị đừng có lo vấn đề đó nữa. Quý vị nào đã từng xăm môi rồi, please hãy dùng cái mặt nạ này liền. Thứ nhất, nó làm cái màu xăm quý vị rất là đẹp. Thứ nhì nữa là nó làm cho cái da môi quý vị không có bị hư. nhé. Thì đây là mặt nạ ngủ giải độc cho môi, quý vị chỉ thoa môi thôi, quý vị sẽ thử và thấy rất là đẹp. Cái đến nữa đó là hai cái công chỉ mà quý vị hay quên đó. Thứ ba là cái cổ của mình. Thưa quý vị, có rất nhiều chị em á, là nói rằng là cái mặt rất là trắng nhưng mà thưa quý vị cổ bị nhăn, là cái sai lầm là quý vị không bao giờ, nhất là phụ nữ Việt Nam chúng ta, là dưỡng cái da cổ. Nhưng nếu quý vị là 35 tuổi trở lên, làm ơn hãy dưỡng cái da cổ của mình. Quý vị có thể là dưỡng chung với kem của mình. Khi mình dưỡng da mặt nó nên sức xuống. Hoặc đây là cái tuyệt chiêu để chỉ quý vị giữ da cổ đẹp, là quý vị có thể lấy cái hột gà đó, trồng trắng hột gà, đánh cho nó nổi bọt lên, trộn với da ua và đắp lên cổ một tuần một lần. Thì thưa quý vị, cái dâu gợt đó với cái trồng nắng hột gà làm trắng đều cái cổ, và những cái khoanh cổ mình hai bên đây nó bị nâu nâu đó, nó sẽ trắng đều. Và đồng thời cái cổ lúc nào cũng căng, không thấy mình già. Tôi nói muốn nhìn một người phụ nữ tuổi tác bao nhiêu đó, nếu mà họ đi căng da mặt không biết, mà nhìn cái cổ là biết liền. Và đúng, cái cổ không có căng được. Vậy quý vị hãy giữ ngay từ bây giờ là giữ cái da cổ mình. Cái da môi rất là quan trọng. Quý vị nghĩ đi, trở lại cái da môi nè, mỗi ngày mình ăn đồ ăn qua nó nè, rồi mình tha son mỗi ngày nè, rồi mình nóng mình khát nước á, mình cũng bị khô môi nè. Mà cái đôi môi là gì? Duyên dáng hay không là cái miệng. Tại sao mình đi lựa son đủ màu hết cho mình đẹp, mình quên dưỡng nó, có đúng không? Quý vị đi mua son màu này mà cả chục cái son trong nhà để cho cái màu nó đẹp, nhưng mà quên là dưỡng cái da môi. Cứ trét hết lên mà không dưỡng của nó sao nó chịu nổi. Đã phải dưỡng da môi và giải độc cho da môi, bởi vì quý vị đang để những cái son lên da đó là nó đang độc tố của da môi quý vị đó. Thì quý vị nào cần những cái sản phẩm Ngọc Nhi đang livestream, quý vị hãy lên là foreverbeaumore.com, hoặc quý vị gọi trực tiếp ở số là 1888 933 7624, 1888 933 7624, hoặc inbox của Ngọc Nhi. Chị quý vị không cần mua hàng của Ngọc Nhi nhé. Quý vị có thể lên mạng tìm hiểu. Thứ nhất là cái chất hyaluronic, quý vị bấm chữ H, chữ A. Quý vị bấm là HA là gì, hoặc HA tác động thế nào cho da, thì lập tức nó trả lời cho quý vị. Và chắc chắn rằng quý vị sẽ không tìm được ở thị trường những cái loại HA hiện giờ mà nguyên chất Excel là nó là tinh chất của HA. Quý vị thì quý vị có thể thử đi nhé. Rồi thứ nhì là quý vị có rất là nhiều loại là son dưỡng môi, nhưng mà cái loại son mà giải độc cho môi đó và giúp tái sinh là cái làn da môi thì Beaumore đang ra thị trường từ Hàn Quốc và rất là đẹp, rất là thơm. Thì đặc biệt là 10 đồng là được 3 hũ đó, 5 đồng một hũ, 10 đồng được 3 hũ. Một hũ vì xài được khoảng 1 tháng lần, phải thoa mỗi đêm, là trước khi đi ngủ nhớ là rửa mặt sạch, thoa kem xong thoa cái loại giải độc cho môi đó lên, thì ngày hôm sau quý vị thấy yên tâm. Quý vị sức son quý vị thấy rất là ăn cái môi đẹp lắm, mà nó sẽ không có bị bong tróc, không bị khô môi đâu. Mùa thu đang đến ở Hoa Kỳ, thì là không khí nó khô, nó làm chúng ta khô môi kinh khủng. Hãy thủ một cái hộp giải độc môi, dưỡng môi và tái sinh cái làn da môi cho nó hồng hào là ngay bây giờ nha quý vị nha. Đó, thứ nhất. Và thứ gì nữa đó là quý vị nào mà cần thắc mắc gì về những cái làn da của mình, quý vị có thể chụp cái hình quý vị mà nhớ đừng có trang điểm, khổ lắm. Có những cái chị dễ thương vô cùng cái đó, trang điểm hết da là chụp hình nói em ơi coi dùm da chị. Rồi bà nội nhưng cũng không thấy được cái da là sao nữa, da chị còn đẹp hơn da em nữa. Cái trả lời là em ơi chị sức kem dày lắm đó cưng, chị sức kem dày chị kia em coi xem thấy được, đúng không? Nó có nhiều chị dễ thương lắm, trời da chị đẹp muốn chết mà chị còn kim coi gì nữa chị. Không đâu em, chị trang điểm dày lắm đó, chị xuất concealer che em lum la lên hết rồi đó em, thôi tội nghiệp tôi quá. Rồi có chị đó thì gửi cái hình Ngọc Nhi là đang đứng bãi biển đẹp lắm da chị nè cưng, em thấy da chị chỗ nào? Thấy nguyên chị đứng bãi biển như đó à, không thấy da chị chỗ nào hết trơn quý vị. Nhớ chị chỉ nằm để cái điện thoại nhá, cầm cái điện thoại chụp cận bên cái làn da bên đây, để nghiêng chụp bên đây, xong chụp cận làn da bên đây, rồi chụp trực tiếp một cái nữa cho Ngọc Nhi dùm đó, để làm chi? Để mà Ngọc Nhi thấy được cái cận da quý vị, Ngọc Nhi mới để cái má Ngọc Nhi phóng lớn là Ngọc Nhi coi nhé. Một cái điều nữa mình nhắc quý vị, Ngọc Nhi thường hay là khi Ngọc Nhi hỏi về da đó có nhiều gì tự ái, nhưng Nhi nói cho quý vị nghe rõ nè. Thứ nhất, Nhi hỏi về tuổi tác để biết được rằng quý vị có thời kỳ tiền mãn kinh hay không, bao nhiêu tuổi rồi mình biết được làn da của mình. Thứ nhì là cái nghề nghiệp, Ngọc Nhi luôn luôn hỏi nghề nghiệp, bởi vì áp lực từ cái môi trường làm việc hoặc cái ô nhiễm từ cái solution ở trong cái chỗ làm việc quý vị, nó vô cùng quan trọng với làn da của quý vị. Ngọc Nhi hay hỏi, thứ nhất là môi trường làm việc, vì làm gì, làm nghề nail Nhi biết là trị bị cái gì, hay làm trong những cái hãng điện tử thì nó bị những cái solution, những cái nuclear là những cái gọi là những cái phóng xạ đó quý vị, ok. Rồi quý vị làm assembly thì những cái bụi bặm của những cái lai hàng nó chạy ra. Tùy cái môi trường làm việc mà làn da của chúng ta bị như thế nào. Như sao hỏi tuổi trước nè, như hỏi môi trường làm việc là, rồi như hỏi là có bị stress không đó, chị làm nghề đó có stress không, hay là trong thời kỳ ly hôn không. Và cái đặc biệt cái stress là làm hư da phụ nữ dễ nhất, như đã bị rồi 15 năm về trước. Như xấu ơi là xấu, mặt nắm đen nắm đỏ, nọng tùm lum tùm la hết, bị stress. Vâng, Ngọc Nhi tự cứu mình bằng cách là mình không stress nữa. Mình chỉ quý vị những cái bài tới, mình chỉ quý vị cách nào để mà giúp quý vị kèm cái cơn giận, rồi kèm cái sự nóng giận của mình, rồi và giúp cho mình là ok, nói chuyện không phải của mình, đừng có lo nữa. Nhiều năm về trước Ngọc Nhi hay lo tào lao lắm, lo cho cháu, lo cho bạn bè, lo cho bao giờ thấy người ta chịu không nổi lo, rồi kêu người ta làm, ta không làm cái mình tức cái mình lên máu, da mình xấu, đúng không? Bây giờ như không có lo nữa, nghĩa là nói thì nghe, không nghe thôi, trách nhiệm là phải nói đó. Để chỉ quý vị cách nào cho quý vị bớt giảm stress nè. Rồi cái đến nữa đó là Ngọc Nhi chỉ quý vị những cách mà phải chấp nhận cái sự thật như thế nào nữa. Có nhiều bài rất là hay. Đó thì trở lại với vấn đề stress, nó làm hư da quý vị đó ha, thì quý vị phải bỏ cái đó. Mình sẽ hỏi quý vị có bị stress không, rồi kế nữa là hỏi quý vị là uống nước nhiều hay là không đó, rồi mình có bị táo bón hay là không, mình đi vệ sinh thường không. Có rất là nhiều lắm phụ nữ chúng ta bị nám da là bởi vì chúng ta bị táo bón mà không ai biết hết. Bài tới tôi chỉ quý vị rằng là tại sao vấn đề mình đi tiểu không có nhiều, mình đi vệ sinh không có nhiều, đi đại tiện tiểu tiện không nhiều, nó làm cho quý vị bị táo bón, làm hư da. Tại sao? Tôi chỉ quý vị những cái bài tới và cách nào quý vị bớt thật là nhiều tiền mỹ phẩm mà quý vị vẫn được đẹp da và càng ngày càng trẻ ra. Tôi sẽ chỉ quý vị luôn nhé. Nhưng có ích kỷ cái đó đâu. Thì thưa quý vị, trở lại chương trình ngày hôm nay là nhắc là lúc đầu nè ha, quý vị quên. Thứ nhất, nếu quý vị nào mà là nội trợ ở nhà, nấu ăn thường xuyên, nghĩ rằng tôi có ra nắng, quý vị vẫn sẽ bị nám da. Những cái đốm tàn nhang bắt đầu xuất hiện bởi vì cái áp lực của cái lò nấu ăn của quý vị và công việc hàng ngày và cái mồ hôi trên da rất là nguy hiểm nha quý vị nha. Rồi thứ nhì nữa là cái son môi, quý vị dùng môi mà quý vị không có dưỡng son môi thì rất là nguy hiểm. Là hai cái đề tài chính ngày hôm nay. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và ngày mai nhớ là 5 giờ chiều giờ Cali, là nhằm 7 giờ hoặc 8 giờ của miền Đông Bắc Hoa Kỳ, West Coast, East Coast. Và đồng thời đó là ở Việt Nam là 7 giờ sáng, chứ ai thức dậy đâu. Mà chịu khó trưa coi lại nhé. Ngọc Nhi có chương trình với anh Nam Phong rất là hay là những vấn đề trong cuộc sống. Vừa rồi thì anh em chúng tôi có nói về cái vấn đề là môn đăng hộ đối. Thì ngày mai chúng tôi sẽ nói về vấn đề là những cái tai nạn mà chúng ta có thể tránh được mà chúng ta không tránh, chúng ta vô tình không có tránh quý vị ha. Và làm sao để tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân của mình khi mình phải đi xa quý vị ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai lúc 5 giờ chiều giờ Cali. Chúc quý vị một ngày lễ thật là vui bên gia đình và bên người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chào quý vị.